Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay, thứ năm, ngày 4 tháng 7. Sáng ngày 4 tháng 7, Ban chỉ đạo 389 tỉnh tiến hành hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Trong nửa đầu năm, tình hình cung cầu giá cả hàng hóa trên thị trường ổn định, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 350 triệu USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 62% kế hoạch tỉnh giao. Qua thanh tra kiểm tra, các lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện 466 vụ trên 481 đối tượng vi phạm, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó khởi tố hình sự 36 vụ trên 81 đối tượng, bằng 100% so với cùng kỳ, xử lý hành chính 408 vụ, tăng 47,8% so với cùng kỳ năm trước. Số tiền phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước trên 12,8 tỷ đồng. Về lĩnh vực chống thất thu thuế, phát hiện 29 đơn vị vi phạm, tổng số tiền xử phạt, truy thu thuế, nộp vào ngân sách nhà nước trên 3,9 tỷ đồng. Hội nghị đã thông qua các dự thảo, quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh, quy chế hoạt động của đội kiểm soát liên ngành 389 tỉnh, quy chế hoạt động của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh và quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo. Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Bích Ngọc nhấn mạnh 6 tháng cuối năm, các đơn vị địa phương cần tiếp tục quán triệt bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin, phối hợp giữa các lực lượng chức năng địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh về việc chấp hành các quy định của pháp luật, nhận thức của người tiêu dùng trong việc lựa chọn những sản phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, tích cực trong công tác tố giác tội phạm, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các lực lượng chức năng xây dựng các kế hoạch kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường kỷ luật kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tham nhũng tiêu cực của cán bộ công chức, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm có dấu hiệu tiếp tay cho buôn lậu. Dịp này, 3 tập thể, 6 cá nhân đã được tặng bằng khen của Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023. Sáng ngày 4 tháng 7, đồng chí Hoàng Văn Thạch, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Cao Bằng. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo. Giai đoạn năm 2021-2023, điều kiện cấp nước và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh đã dần được cải thiện, đưa tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch tăng từ 85% năm 2021 lên 86,9% năm 2023. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng từ 91,45% năm 2021 lên 93,15% năm 2023. Các dự án mở rộng, cải tạo, sửa chữa mạng lưới cấp nước đang được khẩn trương triển khai để hoàn thành và đầu nối cung cấp nước sạch cho người dân. Toàn tỉnh triển khai 5 trên 11 dự án cấp nước sạch đô thị và triển khai dự án thành phần số 2, xây dựng các công trình cấp, trữ nước, vùng lục khu. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch phát triển hệ thống cấp nước, nâng cao tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch tại các đô thị và tỷ lệ dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024. Những khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp trong việc cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Văn Thạch ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban chỉ đạo thời gian qua để phấn đấu đạt các chỉ tiêu đã đề ra, đề nghị các đơn vị cấp nước phối hợp với các địa phương thực hiện các biện pháp nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, tăng cường tuyên truyền phổ biến vận động nhân dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh từ hệ thống nước tập trung, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm, chủ động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước những khu vực còn thiếu. Sở xây dựng tổ chức kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các công trình theo chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn, chủ trì thẩm định,
mức kinh tế kỹ thuật đối với phương án giá nước sạch sinh hoạt đô thị khi các đơn vị cấp nước trình. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp lồng ghép các chương trình dự án để xây dựng và triển khai kế hoạch mở rộng mạng đường ống, nghiên cứu, triển khai nội dung, đảm bảo cấp nước an toàn đối với các chương trình dự án cấp nước nông thôn. Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở ngành liên quan tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các cơ chế chính sách, tháo gỡ những vướng mắc để huy động các nguồn lực triển khai các dự án cấp nước trọng tâm năm 2024. Sáng ngày 4 tháng 7, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực Bộ Tư pháp, hội nghị trực tuyến toàn quốc, tập huấn thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với hai nhóm thủ tục hành chính, theo đề án 06 của Chính phủ. Dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng có lãnh đạo Sở Tư pháp, công chức tư pháp, hộ tịch các phường xã trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Các đại biểu được triển khai một số quy định chung của pháp luật, hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên thông, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng trên phần mềm đăng ký hộ tịch, giải đáp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình kết nối, trao đổi dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương với hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp thông qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia. Thông qua tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính hiểu rõ được quy trình, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện, tạo sự thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho người dân. Qua đó góp phần triển khai hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn năm 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Sáng ngày 4 tháng 7 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ và Nữ doanh nhân Lào, Campuchia nhân dịp đoàn tham dự diễn đàn kết nối và giao lưu nữ doanh nhân ba nước với chủ đề Nữ doanh nhân và kinh tế xanh tại thủ đô Hà Nội. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và Campuchia. Việt Nam mong muốn không ngừng củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào và quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đánh giá cao vai trò của Hội Phụ nữ hai nước Lào và Campuchia trong việc dẫn dắt phong trào phụ nữ Lào và Campuchia, bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ thông qua nghiên cứu tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chính sách về sự phát triển của phụ nữ, tham gia đào tạo nâng cao năng lực về bình đẳng giới. Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống của ba nước và Hội Phụ nữ ba nước ngày càng phát triển. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng trong thời gian đoàn đại biểu Hội Phụ nữ, Nữ doanh nhân Lào và Campuchia thăm và làm việc ở Việt Nam, Hội Phụ nữ ba nước sẽ tiếp tục trao đổi những kinh nghiệm sâu sắc và mô hình hay, đồng thời kết nối nữ doanh nhân ba nước để phụ nữ nói chung, nữ doanh nhân nói riêng tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng phát triển của mỗi nước và của khu vực. Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, trên cơ sở tình hình mỗi nước, hai phụ nữ ba nước sẽ tiếp tục trao đổi về phương hướng và các biện pháp hợp tác nhằm làm tốt hơn nữa công tác vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới, kết nối nữ doanh nhân ba nước, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa ba tổ chức hội phụ nữ, góp phần vào quan hệ đoàn kết hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào và Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia cũng thông tin về tình hình hoạt động của Hội Phụ nữ mỗi nước trong thời gian qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tăng cường thắt chặt mối quan hệ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để nâng cao trình độ chuyên môn, hiệu quả hoạt động của Hội. Giai đoạn năm 2021-2030 sẽ đầu tư 5 trung tâm nghề cá lớn đồng bộ trong hệ thống các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, kết cấu hạ tầng và dịch vụ hậu cần thủy sản. Cụ thể, đó là xây dựng trung tâm nghề cá lớn Hải Phòng gắn với ngư trường Vịnh Bắc Bộ tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, xây dựng trung tâm nghề cá lớn Đà Nẵng gắn với ngư trường Biển Đông và Hoàng Sa tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, xây dựng trung tâm nghề cá lớn Khánh Hòa gắn với ngư trường Nam Trung Bộ và Trường Sa,
tại phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, xây dựng trung tâm nghề cá lớn Bà Rịa Vũng Tàu với ngư trường Đông Nam Bộ tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu. Xây dựng trung tâm nghề cá lớn Kiên Giang gắn với ngư trường Tây Nam Bộ tại xã Tây Yên A, huyện An Biên và xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Theo quy hoạch, đến năm 2030, toàn quốc có 173 cảng cá gồm 39 cảng cá loại 1, 80 cảng cá loại 2, 54 cảng cá loại 3. Đáp ứng bốc rỡ tổng lượng thủy sản qua cảng khoảng 2.983.000 tấn một năm và 160 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, gồm 30 khu cấp vùng, 130 khu cấp tỉnh, đáp ứng nhu cầu neo đậu cho khoảng 90.600 tàu cá. Giai đoạn năm 2021-2025 tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng các cảng cá loại 1 tại 5 trung tâm nghề cá lớn, các cảng cá loại 1 và các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp vùng được chuyển tiếp từ quy hoạch thời kỳ trước là những nơi có số lượng tàu cá lớn thường xuyên vào neo đậu. Các dự án cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên các tuyến đảo, các dự án kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh. Đến năm 2050, hệ thống cảng cá được phát triển đồng bộ toàn diện hiện đại, ngang tầm với các cảng cá lớn trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng các tiêu chí cảng xanh. Các cảng cá loại 1 trong trung tâm nghề cá lớn đóng vai trò cửa ngõ quốc tế là các mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị thủy sản toàn cầu có sức cạnh tranh cao. Dự báo tổng doanh thu thương mại điện tử bán lẻ hàng hóa cả năm 2024 có thể tăng lên gần 30 tỷ USD, chiếm xấp xỉ 14% tổng mức bán lẻ hàng hóa của cả nước. Cụ thể, theo thống kê của nền tảng số liệu thương mại điện tử, tính chung 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu trên 5 sàn là Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok Shop ước đạt 156.000 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nền tảng Shopee tiếp tục dẫn đầu đạt 67,9% thị phần. Thị trường nội địa trong nửa cuối năm được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến tích cực khi đà phục hồi tăng trưởng kinh tế vẫn được duy trì, các nền tảng kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Trước đó, báo cáo mới nhất về hành vi mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam cho hay, người tiêu dùng đang có tần suất mua sắm online cao gấp đôi so với năm 2023. Cụ thể, trung bình mỗi người dân mua hàng trực tuyến gần 4 lượt mỗi tháng và dành ra hơn 8 giờ mỗi tuần để mua sắm online. Con số này cao gần gấp đôi so với tần suất đi siêu thị hàng tháng của người Việt Nam. Nhóm 3 mặt hàng được mua nhiều nhất là thực phẩm, đồ uống và mỹ phẩm. Tiếp đến là các mặt hàng thời trang, thể thao, chăm sóc, nhà cửa và công nghệ, mẹ và bé, dịch vụ số như đăng ký dịch vụ, đặt phòng online, vận chuyển hàng hóa. Như vậy, thói quen này đã được thay đổi bởi trước đây người dùng chỉ sử dụng thương mại điện tử cho các mặt hàng không thiết yếu như đồ điện tử, gia dụng và thời trang. Hiện nay, người Việt đã đi chợ mạng thường xuyên hơn để mua sắm các nhu yếu phẩm hàng ngày. Đáng chú ý, giá rẻ không còn là lý do lớn nhất quyết định hành vi mua sắm online. Hai lý do được nhiều người quan tâm là mua để dự trữ tiêu dùng cho gia đình 25% và phục vụ ăn uống tức thì 21%. Chuyển sang tin quốc tế, các ngân hàng trung ương của Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Philippines đang hợp tác triển khai nền tảng thanh toán bán lẻ xuyên biên giới ngay lập tức vào năm 2026. Dự án này có sự tham gia của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, được mệnh danh là Ngân hàng Trung ương của các ngân hàng trung ương. Mục đích của kế hoạch là liên kết hệ thống thanh toán kỹ thuật số tức thời của mỗi quốc gia, ví dụ như liên kết hệ thống thanh toán số UPI của Ấn Độ với hệ thống PayNow của Singapore. Đây là một phần của dự án Nexus, sáng kiến nhằm tăng cường thanh toán xuyên biên giới. BIS cho biết Ấn Độ và 4 quốc gia còn lại sẽ là thành viên sáng lập của nền tảng số này, trong khi Indonesia sẽ đóng vai trò là quan sát viên đặc biệt. Ước tính chỉ với 5 nước đầu tiên tham gia, Nexus đã có tiềm năng kết nối thị trường 1,7 tỷ người trên toàn cầu, cho phép người dùng thực hiện thanh toán xuyên biên giới ngay lập tức một cách dễ dàng và với chi phí thấp. Có thể nói, Nexus có tiềm năng trở thành dịch vụ thanh toán thế hệ mới có phạm vi toàn cầu và việc tham gia dự án này mang lại nhiều lợi ích to lớn cho nền kinh tế và người dân các nước thành viên ASEAN. Bản tin 16 giờ chiều nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!